Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 30 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà. Nhật ký 962. Tôi thường nhìn thấy một người dấu yêu của Chúa. Chúa tỏ lòng yêu thương Ngài đặc biệt, không những vì Ngài đang ra sức truyền bá việc tôn sùng, lòng thương xót Chúa, mà còn vì tình yêu của Ngài dành cho Chúa. Mặc dù không phải lúc nào, Ngài cũng cảm nghiệm được tình yêu này trong tâm hồn. Ngược lại, hầu như lúc nào Ngài cũng ở trong vườn cây dầu. Tuy nhiên, vị này luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đức nhẫn nại của Ngài thắng vượt mọi khó khăn. Nhật ký 963. Ôi, giá như một linh hồn đau khổ biết mình được Thiên Chúa yêu dấu thế nào, có lẽ họ sẽ chết vì vui sướng trong niềm hạnh phúc trào tràn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được giá trị đau khổ, nhưng khi ấy, chúng ta không còn khả năng để đau khổ nữa. Giây phút hiện tại là thời gian của chúng ta. Nhật ký 964. Ngày 17 tháng 2 năm 1937, sáng nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình. Các đau tích của người hằn sâu vào thân xác tôi một cách mầu nhiệm, nhưng không vì thế mà bớt đau đớn. Nhật ký 965. Chúa Giêsu nhìn tôi và phán: các linh hồn vẫn cứ hư mất, mặc dù đã có cuộc khổ nạn cay đắng của cha. Cha ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần rỗi. Đó là ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Nếu họ không sùng kính lòng thương xót cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. Hỡi thư ký của lòng thương xót cha, con hãy ghi chép và hãy nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót vô bờ của cha. Bởi vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của cha đã cận kề. Nhật ký 966. Hôm nay, tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, đã đến lúc con phải hành động. Cha ở với con, những bách hại và đau khổ lớn lao đang chờ đợi con. Nhưng con sẽ được an ủi khi nghĩ rằng nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và thánh hóa nhờ công việc này. Nhật ký 967. Khi tôi bắt đầu gạch dưới những lời của Chúa và nhân đó theo trình tự mà lược lại tất cả, khi đến trang được đánh dấu là những lời khuyên và chỉ dẫn của cha Andras, tôi không biết phải làm thế nào, nên gạch dưới hay không, và tôi nghe trong lòng: con hãy gạch dưới, bởi vì những lời này là của cha. Cha mượn môi miệng người bạn tri kỷ của cha để nói với con và trấn an con. Con hãy vâng theo những chỉ dẫn ấy cho đến khi lìa đời. Cha không thể hài lòng nếu như con không vâng theo những chỉ dẫn ấy. Con hãy biết rằng cha đã đặt ngài giữa cha và linh hồn con. Cha làm như thế để con được bình an và khỏi bị sai lầm. Nhật ký 968. Bởi vì cha đã đặt con dưới sự chăm sóc đặc biệt của vị linh mục này, nên con không buộc phải trình bày cặn kẽ với các bề trên của con về mối tương giao giữa cha với con. Trong tất cả những vấn đề khác, con hãy sống như một trẻ thơ với các bề trên, nhưng bất cứ những gì cha thực hiện trong nơi sâu thẳm hồn con hãy thành thật chỉ nói với các vị linh mục này mà thôi. Và tôi nhận ra, từ khi Chúa ban cho tôi một vị linh hướng, người không đòi tôi phải trình bày mọi sự cho các bề trên như trước, trừ những vấn đề liên quan bên ngoài. Vì thế, chỉ mình cha linh hướng biết rõ linh hồn tôi. Có được một vị linh hướng là một hồng ân đặc biệt Chúa ban. Ôi, ít người nhận được hồng ân ấy biết bao. Linh hồn vẫn được bình an giữa những lúc gian nan khốn khó nhất.
hàng ngày, sau khi hiệp lễ, tôi luôn cảm ơn Chúa Giêsu vì đã ban ơn trọng này cho tôi. Ngày nào tôi cũng nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho cha. Tôi đã thực sự nghiệm được trong linh hồn mình năng lực của vị linh hướng lớn lao thế nào. Xin chúc tụng lòng thương xót Chúa đã thương ban hồng ân này. Nhật ký 969. Hôm nay tôi đến nguyện gẫm trước thánh thể trong nhà nguyện của dưỡng đường. Khi tôi gần đến bàn thờ, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ linh hồn tôi, và tôi được đắm chìm trong đại dương thần tính của Người. Chúa Giêsu phán với tôi: "Hỡi ái nữ của cha, mọi sự hiện hữu là của con." Tôi thưa lại cùng Chúa: "Trái tim con không muốn gì khác ngoài một mình Chúa. Ôi kho tàng của lòng con, lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi ân huệ Chúa đã ban cho con, nhưng con chỉ ước ao trái tim Chúa mà thôi. Dù các tầng trời có bao la, nhưng cũng chẳng là gì đối với con nếu không có Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con thường xuyên ngất đi vì khát mong Chúa." "Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này. Giờ đây, con đang được nếm hưởng những gì mà các linh hồn khác trong cõi đời đời mới được hưởng." Nhật ký 970. Bỗng nhiên, linh hồn tôi được ngập tràn ánh sáng tri thức về Thiên Chúa. Ôi, giả như tôi có thể diễn tả được một chút những gì linh hồn tôi trải nghiệm khi lưu lại gần bên trái tim của đấng uy linh vô biên. Tôi không sao diễn tả thành lời. Chỉ linh hồn nào ít là một lần trong đời đã từng trải nghiệm qua một hồng ân như thế thì mới công nhận điều này. Khi trở về phòng riêng, tôi dường như đang từ cõi chết sống lại. Khi bác sĩ đến bắt mạch cho tôi, ông rất ngạc nhiên. "Này chị, điều gì đã xảy ra? Chị chẳng có một nhịp mạch gì hết cả. Tôi muốn biết cái gì đã làm nó nhanh quá thế này." Tôi biết nói gì với ông ấy đây, trong khi chính tôi cũng không biết sao mạch của mình lại đập nhanh như thế. Tôi chỉ biết mình đang mòn mỏi khát khao Thiên Chúa, nhưng tôi không nói điều này cho ông ấy, vì làm sao thuốc thang có thể giúp gì được trong trường hợp này. Nhật ký 971. Ngày 19 tháng 2 năm 1937, tiếp xúc với những người hấp hối, họ xin tôi và tôi đã có thể cầu nguyện, vì Chúa ban cho tôi một tinh thần cầu nguyện phi thường. Tôi luôn kết hợp với Chúa, và tôi hoàn toàn ý thức mình đang sống cho các linh hồn, để đưa họ về với lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa, trong vấn đề này, không hy sinh nào là vô nghĩa. Nhật ký 972. Hôm nay, bác sĩ quyết định tôi phải ở đây cho đến tháng 4. Đó là thánh ý Chúa, mặc dầu tôi rất muốn được trở về với các chị em. Nhật ký 973. Hôm nay, tôi được biết về cái chết của một người chị em chúng tôi tại Plock. Nhưng chị ấy đã hiện đến thăm tôi trước khi người ta cho tôi biết tin về cái chết của chị. Nhật ký 974. Ngày 22 tháng 2 năm 1937, hôm nay tại nhà nguyện của chúng tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm dành cho các nhân viên bệnh viện. Mặc dù ai cũng muốn đều được tham dự. Mỗi ngày có bài giảng, cha Bonaventure giảng trọn một tiếng đồng hồ và ngài nói trực tiếp với các linh hồn. Tôi cũng tham dự tuần phòng vì rất khao khát được hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn và yêu mến người nồng nàn hơn. Tôi đã hiểu rằng càng hiểu biết Thiên Chúa càng thiết tha yêu mến người. Nhật ký 975. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án xót thương của cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với trái tim cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho cha đi.
hãy phân phát lòng thương xót của cha đi. Nhật ký 976, ngày 24 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang hấp hối. Những đau khổ của Chúa xuyên thấu linh hồn và thân xác tôi một cách vô hình. Nỗi đau thật mênh mang, mặc dù chỉ xảy đến một lúc ngắn ngủi. Nhật ký 977. Trong lúc đang hát các bài ca vãn mùa chay, tôi được kết hợp với cuộc thương khó của Chúa, đến nỗi không sao cầm được nước mắt. Tôi muốn lánh đi một nơi nào đó để được mặc sức cảm thông với nỗi buồn thương khi tưởng nhớ tới cuộc thương khó của Chúa. Nhật ký 978. Khi đang cầu nguyện theo ý chỉ của cha Andres, tôi biết được Ngài rất đẹp lòng Chúa. Từ đó về sau, tôi càng kính trọng Ngài hơn nữa, như với một vị thánh. Điều này đem lại cho tôi một niềm hoan lạc lớn lao, và vì đó tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa. Nhật ký 979. Hôm nay, trong giờ chầu phép lành, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu và Người đã phán với tôi những lời này. Con hãy vâng lời vị linh hướng của con trong mọi sự. Lời Ngài là thánh ý cha. Con hãy thâm tím sâu xa trong lòng rằng chính cha nói qua môi miệng của Ngài. Và cha muốn con hãy giải bày những tình trạng linh hồn con cho Ngài với một tinh thần đơn sơ, chân tình như con vẫn làm với cha. Ái nữ của cha ơi, cha lập lại cho con đây. Con hãy biết rằng lời Ngài chính là ý muốn của cha về con. Nhật ký 980. Hôm nay, tôi được thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và Người phán bảo tôi. Bánh thánh dấu yêu của cha ơi, con hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian mùa gặt này. Trái tim cha thỏa lòng với con, và vì con, cha đang chúc lành cho thế giới. Nhật ký 981. Tôi đã hiểu rằng, 2 năm đau khổ nội tâm mà tôi đã trải qua trong sự vâng phục thánh ý Chúa để hiểu biết thánh ý Người đã giúp tôi tiến bộ trên con đường trọn lành hơn cả 10 năm trước đó. Trong 2 năm ấy, tôi đã ở trên thập giá chơi vơi giữa trời và đất. Nói cách khác là tôi bị ràng buộc bởi lời khấn vâng phục và phải vâng lời bề trên như chính Thiên Chúa. Đằng khác, Chúa lại trực tiếp tỏ cho tôi biết thánh ý của Người, và vì thế nỗi cực hình bề trong của tôi lại kinh khiếp đến nỗi không ai thông cảm được hay tưởng tượng nổi những đau khổ tinh thần này. Đối với tôi, chết đi dường như còn sướng hơn là phải tái đi tái lại một giờ với những đau khổ như thế. Tôi sẽ không ghi lại nhiều về vấn đề này, bởi vì chúng ta không thể tả được thế nào là hiểu biết thánh ý Chúa cách trực tiếp, đồng thời lại phải vâng phục trọn hảo thánh ý Người được tỏ ra cách gián tiếp qua các bề trên. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một vị linh hướng, nếu không, dù một bước có lẽ tôi cũng không sao tiến được. Nhật ký 982. Mới đây, tôi có nhận được một bức thư thân thương từ đứa em gái 17 tuổi của tôi là Wanda. Em năn nỉ xin tôi giúp em vào dòng. Em sẵn sàng trước bất cứ hy sinh nào vì Chúa. Từ bức thư của em, tôi có thể nói được Thiên Chúa đang hướng dẫn em, và tôi vui mừng vì lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa. Nhật ký 983. Hôm nay, uy nghi Thiên Chúa bao trùm và xuyên thấu linh hồn tôi đến tận những tầng rất sâu nhiệm.
sự cao cả của Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi và tràn ngập đến độ tôi hoàn toàn đắm đuối trong sự cao cả của Người. Tôi tan hòa và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống của tôi, như trong một sự sống hoàn hảo. Nhật ký 984. Lạy Chúa Giêsu của con quá hiểu sự trọn lành của con không hề ở việc Chúa truyền cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa. Ồ không, sự cao trọng của linh hồn không hề ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tự thâm tâm, con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh được với một hành vi mến yêu Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả những gì Chúa đang đòi hỏi. Lạy Chúa, nhưng con không dính bén tư vương một chút nào với tất cả điều ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa. Chọn khối tình yêu con được đắm chìm, không phải trong những công việc của Chúa, nhưng là trong chính Chúa, ôi đấng tạo hóa và là Thiên Chúa của con. Nhật ký 985. Ngày 25 tháng 2 năm 1937, tôi tha thiết cầu nguyện cho một linh hồn đang hết sức đau khổ, được ơn chết an lành. Suốt hai tuần lễ, bà cứ chập chờn giữa cái sống và cái chết. Tôi xúc động vì cảm thương bà nên thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, nếu những công việc con đang thực hiện vì vinh danh Chúa đây đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy đưa bà ấy về với Chúa và cho bà được an nghỉ nơi lòng thương xót Chúa. Tôi đã được nhậm lời một cách lạ thường. Chỉ một lúc sau, họ đến cho tôi biết người đàn bà hết sức đau khổ ấy vừa mới qua đời. Nhật ký 986. Tôi nhìn thấy một vị linh mục, có lẽ là cha Sopako, đang cần được cầu nguyện, và tôi đã cầu nguyện cho ngài cho đến khi Chúa Giêsu âu yếm nhìn đến và ban cho ngài sức mạnh. Nhật ký 987. Hôm nay, tôi được biết một người trong gia đình tôi đang xúc phạm đến Thiên Chúa và đang trong tình trạng nguy tử. Tin này xuyên lút linh hồn tôi với nỗi nhức nhối đến độ tôi tưởng không thể sống được trước sự xúc phạm đến Chúa như vậy. Tôi nài xin Chúa tha thứ, nhưng chỉ nhìn thấy cơn nghĩa nộ của người. Nhật ký 988. Tôi đang cầu nguyện cho một vị linh mục kia, có lẽ là cha Sopako. Xin Chúa phù trợ ngài trong một số vấn đề, thì được thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mắt người nhắm nghiền và chịu ngập chìm trong khổ hình. Tôi thờ lạy các thương tích của Chúa, thờ lạy từng thương tích một, và xin Chúa ban phúc lành cho vị linh mục. Chúa Giêsu cho tôi biết trong thâm tâm rằng linh hồn vị linh mục ấy hết sức yêu quý đối với người, và tôi cảm thấy ơn thánh đang tuôn chảy từ các thương tích Chúa Giêsu xuống cho vị linh mục ấy. Ngài cũng giống như Chúa Giêsu phải chịu treo trên thập giá. Nhật ký 989. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa biết một mình Chúa là đối tượng linh hồn con yêu mến. Linh hồn con hoàn toàn được đắm đuối trong Chúa. Ôi lạy Chúa, cho dù con không hoàn thành được một điều nào trong những điều Chúa đã tỏ ra cho con đi nữa, Chúa ơi, con cũng hết sức an tâm vì biết con đã làm hết những gì trong khả năng của con. Nhật ký 990. Lạy Chúa, con biết rõ Chúa không cần những công việc của chúng con. Chúa chỉ đòi hỏi tình yêu, và chỉ là tình yêu Thiên Chúa mà thôi. Không có gì trên trời dưới đất này cao trọng hơn nữa. Sự cao trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa. Sự cao trọng thật ở trong tình yêu Thiên Chúa. Sự khôn ngoan thật là yêu mến Thiên Chúa.
Tất cả những gì cao trọng và xinh đẹp đều ở nơi Chúa. Không có bất kỳ vẻ xinh đẹp hoặc cao trọng nào ở ngoài Thiên Chúa. Hỡi các bậc hiền triết thế gian và những vị thông minh tuyệt đỉnh, hãy nhìn nhận sự cao trọng thực sự chính là yêu mến Thiên Chúa. Tôi lấy làm lạ vì một số người tự lừa dối chính họ khi nói rằng, làm gì có đời sau? Nhật ký 991. Ngày 26 tháng 2 năm 1937, hôm nay tôi nhìn thấy vì một cơn bão thổi qua nên những nghi lễ được cử hành tại các tư gia thiếu các lễ phục phụng vụ. Tôi cũng thấy mặt trời xuất hiện từ thánh thể và mọi ánh sáng khác đều tắt hết, hay đúng hơn là bị lu mờ, và mọi người đều hướng nhìn về ánh sáng duy nhất ấy. Nhưng hiện giờ tôi không hiểu được ý nghĩa của thị kiến này. Nhật ký 992. Tôi đang tiến bước trong cuộc sống giữa phong ba bão tố, nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì tôi là đứa trẻ hoàng tộc. Tôi cảm thấy máu thánh Chúa Giêsu đang luân chuyển trong huyết mạch của tôi, và tôi đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót lớn lao của Người. Nhật ký 993. Tôi xin Chúa hôm nay hãy cho một người kia đến thăm để tôi được gặp em ấy một lần nữa, và đó là dấu chỉ cho tôi biết thiếu nữ ấy được Chúa mời gọi vào dòng mà Người đang truyền cho tôi thành lập. Ôi thật kỳ diệu, đương sự đã đến, và tôi cố gắng truyền thụ cho em ít nhiều về phương diện thiêng liêng. Tôi bắt đầu chỉ dẫn cho em thấy con đường bỏ mình hy sinh, và em đã sẵn lòng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi đã giao phó vấn đề trong tay Chúa để Người hướng dẫn mọi sự theo sở thích tốt lành của Người. Nhật ký 994. Hôm nay, khi nghe bài thánh ca "Chúc ngủ ngon, đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con" trên đài phát thanh, thần trí tôi bỗng nhiên được ngập lút trong Thiên Chúa, và tình yêu Người tràn đầy linh hồn tôi. Tôi lưu lại một lúc với Cha trên trời. Nhật ký 995. Mặc dù sống trong đau khổ triền miên là điều không dễ, chịu đóng đinh trên thập giá đau đớn man vàn, tuy nhiên tôi bừng cháy ngọn lửa tình ái vì yêu mến. Mặc dù chỉ là kẻ yếu đuối, nhưng tôi say mến Thiên Chúa như một luyến thần. Ôi, vĩ đại thay linh hồn giữa đau khổ vẫn trung thành với Thiên Chúa và thực thi ý Người, vẫn kiên trì dù không được ủi an giữa phong ba bão tố giận dùng. Vì tình yêu Thiên Chúa tinh dòng làm ngọt ngào cho kiếp phận của họ. Yêu Chúa giữa lúc thịnh vượng có gì là lớn lao, và cảm tạ Người khi mọi sự đều xuôi thuận. Nhưng hãy tôn thờ Chúa giữa những nghịch cảnh kinh khủng. Yêu mến Chúa chỉ vì Người và phó chót hy vọng nơi Người. Khi linh hồn trong cảnh tăm tối vườn cây dầu, cô đơn giữa nỗi đắng cay tân toan, nó vươn lên những tầm cao của Chúa Giêsu. Dù nhấp chén đắng, linh hồn vẫn không buồn sầu. Khi linh hồn thi hành thánh ý Thiên Chúa tối cao, ngay giữa các đau khổ và cực hình triền miên, vẫn áp môi vào chén được trao. Linh hồn trở nên mạnh mẽ, và không gì làm nó khiếp đảm. Dù bị hành khổ, linh hồn vẫn lặp lại nguyện ý Chúa được nên chọn, và kiên nhẫn đợi chờ giờ phút được biến đổi. Bởi vì dù trong tối tăm dày đặc, linh hồn vẫn nghe tiếng Chúa Giêsu.
con thuộc về cha. Và nó sẽ biết điều này trọn vẹn khi bức màn được hạ xuống. Nhật ký 996, ngày 28 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, tôi được nếm chịu cuộc thương khó của Chúa Giê-xu một lúc khá lâu, và nhờ đó tôi thấy được nhiều linh hồn đang cần lời cầu nguyện. Tôi thấy mình được biến đổi hoàn toàn trong lời cầu nguyện để kêu nài lòng thương xót Chúa cho mọi linh hồn. Lạy Chúa Giê-xu, con đón nhận Chúa vào tâm hồn con như một bảo chứng về lòng thương xót cho các linh hồn. Nhật ký 997. Tối nay, khi nghe bài thánh ca Chúc Ngủ Ngon Đầu Thánh Thiện Chúa Giê-xu của con trên đài phát thanh, tâm trí tôi bỗng được cuốn hút vào cung lòng mầu nhiệm của Thiên Chúa, và tôi biết sự cao cả của linh hồn cốt ở điều gì, và đối với Thiên Chúa, điều gì là điều can hệ. Tình yêu, tình yêu, và chỉ có tình yêu. Tôi hiểu mọi vật hiện hữu đều được đầy ắp Thiên Chúa, và tình yêu của người tràn ngập linh hồn tôi, đến nỗi tôi lúng túng, không sao diễn tả nên lời. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết yêu mến mà không tính toán, vì sự cao trọng của linh hồn hệ ở điều này. Nhật ký 998. Hôm nay, tôi tham dự ngày hồi tâm. Trong bài huấn đức cuối ngày, linh mục giảng rằng thế giới rất cần đến lòng thương xót Chúa, và hiện nay dường như là thời gian đặc biệt mọi người cần cầu nguyện và cần đến lòng thương xót Chúa. Bấy giờ tôi được nghe những lời sau. Những lời ấy dành cho con. Con hãy vận dụng hết khả năng vì công cuộc lòng thương xót của cha. Cha khát mong lòng thương xót cha phải được tôn thờ, và đó là hy vọng sau cùng để được cứu rỗi cha đang ban cho thế giới. Tức là nương nhờ vào lòng thương xót của cha, trái tim cha vui sướng vì ngày lễ này. Sau những lời đó, tôi hiểu rằng không gì có thể miễn chức cho tôi khỏi trách vụ Chúa yêu cầu tôi phải thực hiện. Nhật ký 999. Tối hôm qua, tôi đau đớn quá đến độ tưởng đã đến giờ sau hết. Các bác sĩ không chẩn đoán được đó là bệnh gì. Tôi cảm thấy lòng ruột như đứt ra từng đoạn. Nhưng sau một vài giờ đồng hồ đớn đau như thế, tôi hồi phục bình thường. Tất cả điều này xin vì các linh hồn. Xin lòng thương xót Chúa trào đổ xuống trên họ. Ôi lạy Chúa! Nhật ký 1000. Nơi hoang mạc kinh khủng của kiếp sống, ôi Chúa Giê-xu vô cùng dịu hiền của con, xin bảo vệ các linh hồn cho khỏi hư mất, vì Chúa là suối nguồn xót thương. Xin những tia sáng rạng ngời Chúa, ôi thủ lãnh dịu hiền của linh hồn chúng con, xin hãy để lòng thương xót biến đổi thế giới. Và các bạn, những người đã lãnh nhận hồng ân này, hãy phụng sự Chúa Giê-xu. Con đường lớn con phải đi thật dốc rác, nhưng con không sợ gì, vì suối nguồn xót thương tinh khiết đang trào đổ cho con, và sức mạnh cho linh hồn khiêm nhượng. Con kiệt sức và mỏi mệt, nhưng lương tâm con làm chứng cho con, rằng con làm mọi sự để Chúa được vinh danh hơn. Chúa là sự nghỉ ngơi và là gia nghiệp của con. Hết tập 2. Nữ tu Faustina phép thánh thể, hội dòng các nữ tu Đức Mẹ nhân lành, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa. Tập 3. Nhật ký 1001. Giêsu Maria Giuse. Con cám thạ Chúa, lạy Chúa, tôn sư của con, vì Chúa đã biến đổi con hoàn toàn trong chính Chúa, và đồng hành bên con qua những lao nhọc vất vả cuộc đời.
con không sợ gì khi có Chúa trong lòng con. Nhật ký 1002. Giêsu Maria Giuse. Bàn tiệc của Chúa đã dọn sẵn. Chúa Giêsu ngồi bàn với các tông đồ của Người. Hữu thể Người toàn thể biến nên tình yêu, vì đó là ý định của ba ngôi Thiên Chúa. Với hết niềm khao khát, ta ước mong ăn bữa này với các con trước khi ta chịu chết, trước lúc rời bỏ các con. Tình yêu giữ ta lại giữa các con. Chúa đổ máu và ban sự sống Người vì Người yêu say đắm. Tình yêu tiềm ẩn dưới hình bánh. Tuy ra đi, nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Sự tự hạ đến thế thật không cần thiết, nhưng tình yêu nồng nàn đã che khuất Người dưới những hình này. Người phán trên bánh rượu những lời: đây là máu ta, đây là mình ta. Dù rất mầu nhiệm, nhưng là những lời yêu thương. Rồi Người trao chén cho các tông đồ. Chúa Giêsu buồn sầu tê tái cõi lòng, Người nói: một người trong các con sẽ nộp thầy. Họ im lặng, cái im lặng như mồ hoang, và Gioan dựa đầu vào ngực Chúa. Bữa tiệc kết thúc, chúng ta hãy vào vườn cây dầu. Tình yêu được no thỏa, và kìa, tên phản bội đang chờ đợi. Nhật ký 1003, Giêsu Maria Giuse. Ôi thánh ý Chúa là của bổ dưỡng nuôi sống tôi, là niềm hoan lạc của tôi. Lạy Chúa, xin cho ngày lễ kính lòng thương xót Chúa mau đến, để các linh hồn nhận ra suối nguồn nhân lành của Chúa, Thiên Chúa và các linh hồn. Nhật ký 1004. Ôi thánh ý Thiên Chúa toàn năng, là niềm hoan lạc của tôi, là niềm vui sướng của tôi. Bất cứ điều gì bàn tay Chúa trao cho, tôi sẽ đón nhận với lòng hân hoan, suy phục và yêu mến. Thánh ý Chúa là chốn nghỉ ngơi của tôi, trong đó có chót sự thánh thiện của tôi và trọn vẹn phần dỗi đời đời của tôi. Vì thực thi thánh ý Chúa là vinh quang cao cả nhất. Thánh ý Chúa, đó là những ước muốn phong phú của Người, là điều linh hồn tôi thực hiện không đắn đo, bởi vì đó là những ước muốn thần linh của Người. Trong những giờ phút Chúa thổ lộ tâm tư của Người với tôi, lạy Chúa, xin dùng con theo ý Chúa, con không đặt trở ngại, không đắn đo suy tính, vì Chúa là tất cả niềm hoan lạc và tình yêu của hồn con. Và đáp lại, con cũng thổ lộ những tâm tư của con với Chúa. Nhật ký 1005. Thiên Chúa và các linh hồn, ước chi vinh quang và lời ca ngợi lòng thương xót Chúa được vang lên từ mọi thụ tạo khắp mọi thời đại và thời gian. Nhật ký 1006. Ôi Chúa là Thiên Chúa con, Chúa truyền cho con phải ghi chép về những ân sủng Chúa ban cho con. Ôi Chúa Giêsu của con, nếu như đó không phải là mệnh lệnh rõ ràng từ các cha giải tội, buộc con phải ghi lại những điều xảy ra trong linh hồn con, thì có lẽ theo ý con sẽ không viết một chữ nào cả. Và do đó, nếu con có viết về bản thân, thì đó là do lệnh truyền trang trọng của Đức Vâng Lời Thánh Thiện mà thôi. 1007. Nguyện chúc tụng và vinh quang đều dâng về Chúa, lạy Thiên Chúa ba ngôi, Thiên Chúa hàng hữu, nguyện lòng thương xót trào tuôn từ cung lòng Chúa che chở chúng con, cho khỏi cơn nghĩa nộ của Chúa. Ước chi lời chúc tụng lòng thương xót vô biên của Chúa vang lên khắp nơi. Mọi kỳ công của Chúa đều mang dấu ấn lòng thương xót khôn dò của Chúa. Ôi lạy Chúa! Nhật ký 1008. Ngày 1 tháng 3
năm 1937. Chú cho tôi hiểu người rất phiền lòng với linh hồn lắm lời. Cha không tìm được một chút an nghỉ nơi linh hồn ấy. Sự ồn ào dai dẳng làm cha mỏi mệt, và giữa náo động như thế, linh hồn không thể nhận ra được tiếng cha. Nhật ký 1009. Hôm nay, tôi xin Chúa Giêsu cho tôi được gặp một người, và đó là dấu cho tôi biết Chúa gọi em ấy vào hội dòng tôi sắp thành lập. Tôi đã gặp được thiếu nữ ấy, và hiểu rằng linh hồn này có ơn thiên triệu, và tôi đã xin Chúa đoái thương đích thân huấn luyện cho em. Tôi đã nói chuyện nhiều về ơn gọi với em, Chúa sẽ lo liệu những gì còn lại. Nhật ký 1010. Ngày 5 tháng 3 năm 1937, hôm nay tôi cảm nghiệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trong thân xác một lúc rất lâu. Nỗi đau đớn rất ghê rợn, nhưng tất cả đều vì các linh hồn. Nhật ký 1011. Hôm nay, Chúa đến thăm tôi, ghi sát tôi vào trái tim người và phán: Hãy nghỉ ngơi đi, hỡi con nhỏ của cha, cha luôn luôn ở với con. Nhật ký 1012. Ngày 8 tháng 3 năm 1937. Hôm nay, đang khi cầu nguyện theo ý cha Andras, tôi chợt hiểu ra linh hồn ngài kết hiệp rất mật thiết với Chúa và rất đẹp lòng người. Điều này đem lại cho tôi một niềm vui khôn tả, bởi vì tôi ước mong cho tất cả các linh hồn đều hợp nhất hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Nhật ký 1013. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, linh hồn tôi chan chứa nỗi khát mong muốn xúc tiến công việc mãnh liệt đến độ tôi không sao kiềm chế được nhiệt tâm của mình. Ôi, tôi hết lòng khát mong cho các linh hồn thuộc hội dòng này được đến trình diện trước ngai tòa Thiên Chúa và không ngớt khẩn nài lòng thương xót vô biên của người cho toàn thế giới, ngợi khen và tôn vinh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Một mãnh lực mầu nhiệm đang thúc bách tôi hành động. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 31 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.